Đấy. Nó cao không bay được đâu. Ở dưới thấp nó không có mùi đâu. Đấy, đang hết. Nghe có vẻ hơi hơi khả năng sống thì phải. Không biết là thành công không? Mọi người đoán xem. Em nghĩ là thành công ấy mà. Chưa? Rộng đổ cả da rồi. Chín. Lấy con dao đây xem nào. Chín ngon đấy. Nghe màu sắc nghe có vẻ hơi kém thì phải đúng không mọi người? Kém không anh ơi? Ờ, được. Nè, chín này. Mỗi tội thiếu màu rồi. Nhờ. Hay là anh em mình gấp cùng kỹ. Chín. Chín không? Sủi rồi. Chín vừa tới thì mới ngon. Ui, có nước, có nước. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Lấy, 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 lấy mâm, lấy mâm, lấy mâm. Ai dạ. Chín ra mọi người nhá. Con này chín đến là ngon đấy anh ạ. Trời ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận nó mất đấy. Lâu đất à. Rồi, cầm nguyên luôn lên tí nữa. Đấy sau, đây, cho mọi người xem này. Cái cánh ngon nhá. Hả? Cánh ngon thế. Nếu mà từ tầm 15 phút nữa nó vàng đều thì đẹp. Nhưng mà tối mất rồi. Úi, thôi, lên chén 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 chén. Đấy, bây giờ bắt đầu khui hàng em nó nhá. Mình cũng hơi lo lắng quá thừa tại vì những cái chỗ này không việc gì cả. Nhưng mà anh cuốn vào nó đẹp luôn ấy. Nè. Không, khoảng tầm nếu mà tầm 15 phút nữa nó lên màu tất như thế này ấy, thì cực kỳ đẹp nhá mọi người nhá. Nhưng mà ở trong thùng phi thì thôi, phải chấp nhận thôi, chín là tốt rồi. Mình không tính lên cái nước là cái làm sao cho màu, thời gian màu nó đẹp. Đó, chín là khá là ok rồi. Đấy. Nào. Ui, nhìn cái đầu màu nó anh nhỉ. Ngon chưa? Đó. Trời ơi. Đấy. Em thiên nga. Thiên nga ngỗng. Thiên ngỗng. Dạ chết. Giờ sẽ xem nó chín ok chưa nhé mọi người nhá. Anh cắt cho em cái. Đấy, từ từ cắt quả đùi này xem nó chín ok chưa đã. Để lần sau mình còn biết lựa thời gian để nướng bằng thùng phi. Chín không? Chín. Ngon luôn. À, chín ngon nhá mọi người nhá. Ui, bằng quá. Em không thích chín vàng quá đâu anh ạ. Bằng quá, bằng quá. Chín vừa tới này ăn chín nó ngọt lắm. Đấy, đúng không? Và thơm. Ui, chín hết nhá đây. Chín hết từ trong ra ngoài. Chín mình cũng không ngờ chín đều thật. Đây, mày thích ăn cái đoạn này đúng không? Đoạn đẹp nhất này, màu đệ rất thích nhá. Cái bọng vít đó ấy. Đoạn này vừa béo vừa vừa béo vừa ngon. Ý, nước phải chảy. Ném luôn với cả một cái lá này. Xịt cái cánh này đã. Ui chà. À, mời tất cả mọi người nha. Mình làm luôn cái miếng ở gần phao câu nó. Nó mới béo ngậy luôn nhỉ. Dài đúng không? Dài đúng không? Con này dài đấy. Ngọt lắm. Nó lâu năm rồi. Dài dài. Phần ức của nó này. Hôm nay mình định làm cái món lườn ngỗng sông khói đấy. Nhưng mà làm cái món đấy nó hơi mất thời gian. Nên là mình anh ơi, úp nồi. Cái gia vị này hợp ấy. Ngọt lắm. Gia vị này ngọt lắm. Đây. Đây là phần thức của nó nhá, thịt nó như thịt trâu nhá mọi người nhá. Con này nó cũng sống kiểu nuôi dân dã lâu năm đấy, không được ăn cám kia rồi đâu. Giống thịt trâu. Mời tất cả mọi người nhá.
Giải hết. Con ngỗng ok mà. Con ngỗng này mà ai đeo răng giải. Giờ vẫn lưu nào không biết. Mấy cô già mà muốn ăn con ngỗng này là phải say gì già. Một xí à. Con nó giải thật đấy. Hoàn toàn nhá, nếu mà không chín thì ở trong cái phần đùi này nó chắc chắn là nó sẽ phải sống. Tại vì phần này là phần dày nhất, phần này mà chín thì chín tất. Ngon đấy. Ui da. Rồi anh cắn vào cái cung mỡ rồi. Nó phọt mỡ rồi, tan cho mồm. Ui. Ngon nhỉ. Ngon. Không, mỡ nó không ngấy đâu. Cho em nữa. Mỡ nó không ngấy đâu. Anh cắn kích thích quá. Mỡ nó không ngấy đúng không? Ừ. Mà ăn với vịt em thích ăn nhất nhau cái chỗ nào có mỡ. Nó không ngấy. Cái chỗ đấy ngọt nhất. Chín hết. Hôm nay thành công nhá mọi người nhá. Mỗi tội là màu nó không được đẹp lắm. Anh ơi, nếu mà màu được đẹp thì... Anh cắt cho em quả yên màu này vậy. Ăn quả này à? Ôi, quả này ăn nó mới chất. Đấy. Rồi, ăn cái quả này này. Sộp, 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 sộp. Dí vào nhiều sộp bị dính nhựa, à dính lửa, xìu xìu này. Hả? Ăn quả đấy nó ra gì không? Không biết ngon không nhỉ? Nhưng mà con này ấn tượng nhất cái bạn này. Tẩn mỡ. Ừ đúng thật, màu tẩn mỡ. Màu nó tẩn mỡ thôi. Ngấy đấy. Chả có gì ngấy mỡ. Chỗ này là chỗ ngấy nhất. Còn nhất là cái phần cánh này. Đầu nó ngọt lắm. Đầu nó ngọt lắm. Nhất phóng câu, nhì đầu cánh. Em là nhì nè. Đầu mới đến cánh. Đầu cánh đây nè. Đầu mới đến cánh. Đầu cánh đây nè. Nhất phao câu nhì đầu đến cánh. Nhất phao câu nhì cổ cánh hả? Tùy mỗi người gọi thế nào thì gọi. Nhất thủ nhì vĩ hả? Vĩ là cái gì? Vĩ là đít. Đít là vĩ à? Sao biết đít là vĩ? Em đoán đấy. Ừ, thế à? Mọi người nhất tại sao là... biết tại sao đít người ta gọi là vĩ không? Phần cánh này ăn ngon. Em phải khai thác cái quặng ốc này. Phải đập hộp quả bộ ốc ngỗng ấy mọi người ạ. À, đưa tao quét đó. Không, em phải tự dùng cái quả cao cao bồn nhề này để đập hộp quả hộp sọ này. Quên, ngon quá. Quên cả nhậu. Lâu tắm nhậu một lần. Ăn cái thịt má với cả cái cạnh mắt nó ngon rồi đấy. Tuyệt vời từ chân đến cổ. Nhìn cái chân nó đã thấy sướng rồi. Cái chân nó vàng óng đấy. Mình bọc nó lại cũng là không sai. Tuyệt vời không? Chân ngỗng này, chân ngan này ăn rất chân ngỗng, chân ngan ăn ngon lắm. Nhưng mà phải làm sạch tại vì nó hết đạp lung tung. Cho anh cái hàm ếch. Mọi người có muốn tiếp tục xem series anh em mình sinh tồn không? Nó là tại vì dịch này không đi xa được, anh em mình chỉ dẫn đồng rồi. Tại vì thôn cách ly thôn mà. Không dám đi đâu.
Hôm trước vừa lên rừng được 2 buổi thì lại bị triệu tập về, à bị gọi về. Người ta bảo triệu tập chết. Đi đâu ra đường phải có lý do chính đáng. Thôi anh em mình muốn đi qua chốt nhá. Người ta phải cho một cái phiếu anh nhỉ. Phiếu mua thức ăn ở chợ. Mà chợ thì chả có gì nữa, tại vì người ta cũng không lấy. Thế nên là anh em mình bây giờ phải đi khắp làng sinh tồn. Mai đi lên nhà hàng xóm sinh tồn. Sinh tồn ở nhà hàng xóm. Đặc quá. Là dụ như nhà, nhà hàng xóm bên kia kìa. Anh em mình sẽ dùng những kỹ năng sinh tồn, đó là treo tường, đấy, vượt rào và vào trong đấy để tìm kiếm đồ ăn, thức ăn sinh tồn. Giả dụ như không được, nhà kia tại vì có con vàng nhỉ. Anh ơi, có một con vàng, một con đen nó trông. Con chó đây để em xử lý. Mày có mà xử lý. Em có thể thuần hóa nó. Mình phải cho một bát ăn, bát cơm ngon mà chứ. Xong rồi cho nó ngủ đi. Xong mình vào, em tâm được nhà anh đấy là nhiều gà đấy. Sinh tồn thoải mái. Sinh tồn quanh làng. Anh em mình sẽ làm series sinh tồn quanh làng. Gọi là đi đến đâu người ta gọi là hô đến đấy, tung hô đến đấy. Trộm, trộm. Trêu thế thôi chứ không đi ăn trộm được. Mua đấy nhà. Mua bây giờ có ai bán nữa đâu. Thế nên là anh em mình có ở nhà có cái gì là đấy thôi. Ra đồng bắt cua, bắt ốc, câu cá, sinh tồn. Anh ơi, cái ao ngoài đồng ấy, hoang hoang ấy, thiếu có cả chấm điền, ngu 40-50 cân không biết được. Có chấm xanh rồi. À, chấm đỏ, chấm đỏ. Chấm đỏ á? Ừ. Chấm trắng. Khỏe không? Có cái bà mà cứ tối 12 giờ đêm lập lờ trắng trắng đấy. Ê, bà gì? Chấm điền. Ê. Đấy, không ai ăn mất của ông đâu mà ông sợ. Ơi, em cắn này lòi hết cả cao răng vào đấy, em tưởng ốc đi. Cao răng. Vẩn. Em lại tưởng ốc ấy. Các bửa ra cho. Thôi, đến đây. Mời cụ xây ốc. Đến đây rồi ngại lắm. Đấy, thì ở đây. Thôi. Thì ở đây, xúc. Thì ở xúc. Ui, bộ gọi là trung tâm chỉ huy của nó tất ở đây này. Ăn quả này xong chương trình bất não. À, chương trình bất lão. Rồi đấy, ăn ốc bộ ốc. Rồi lắm mày, cho em một cục. Ăn nào. Hết mẹ. Con đấy nè. Trời ông ạ. Đây. Đây. Con này ngon nhá mọi người nhá. Để đánh giá con này thì tầm 8 điểm. Thiếu một tí màu sắc nữa không? Ok luôn. 9 điểm. Thiếu tí màu sắc thôi. Đấy, màu nó phải được tất như thế này này thì mới gọi là úp lu. Nhưng mà mình úp thùng phi nó hơi đấy. Ngon. Mình nước cái da chảy chảy nó ngon lắm. Này, nước vàng nó chảy. Cắn phát cái pháo cầu này. Phốt cái tinh dầu ra. Không. Người mà mình thích ăn da. Nhưng tất cả gà vịt người kia thì da đấy ngon. Nhiều người thì thích ăn ức, nhiều người thích ăn đùi, nhiều người thích ăn cánh. Mình thì thích cổ cánh này, da. Những cái phần gọi là em thì càng thích nhất nhì ba này. Nhấp vào cầu nhì đầu cánh. Ba là gì? Chân. Từ mai bắt đầu anh em mình sẽ đến series sinh tồn ngoài đồng ấy. Ở luôn ngoài đồng ấy. Vẫn đem những đồ ăn, thức uống đi. Nhưng mà sẽ không dùng
trừ khi đến lúc nào mà gọi là thật cần thiết thì mới sử dụng đến. Đấy. Còn mình còn định làm một series sinh tồn ở trên rừng cho mấy anh em gọi là thi đấu nữa cơ. Nhưng mà phải hết dịch cơ. Như kiểu sinh tồn ở Mỹ ấy, nói ở được một tuần ở đấy phải có phần thưởng lớn. Sinh tồn ở Mỹ á, người ta đi con ô tô bác chúng ba cài à, ta hàng chết một bầy lợn thì ăn đến nửa tháng. Không, bảo đệ nó không biết những cái chương trình truyền hình sinh tồn ở Mỹ phê lắm. À, còn chú anh run nghĩa gì? Ghê lắm.